Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh Trường Thiên Yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, chiều qua tức mùng 3 Tết Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Đây là lần thứ tư Thủ tướng Phạm Minh Chính tới công trường dự án ga T3 Tân Sơn Nhất. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu tiếp tục rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, gồm một tầng hầm, 4 tầng nổi, tổng diện tích 112.000 m². Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng do tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư, thì dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 16 ha theo nghị quyết của chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong bản giao đất quốc phòng cho dự án. Tiến độ chung của dự án cơ bản bảo đảm kế hoạch, một số nội dung vượt tiến độ. Tuy nhiên, một số hạng mục cần đẩy nhanh tiến độ, tổng giá trị đã thanh toán đáp ứng từ đầu dự án đến nay gần 2.400 tỷ đồng, đạt 22%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan nhà thầu tập trung huy động nhân lực, phương tiện, ứng dụng các công nghệ hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, góp phần giải quyết được thi công, thúc đẩy tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt hơn nữa, nỗ lực cao hơn nữa, rút ngắn hơn nữa thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Muốn vậy phải xây dựng lại, đưa ngắn tiến độ cả về phần xây dựng và mua sắm lắp đặt trang thiết bị, phát động phong trào thi đua và đặc biệt công nhận người lao động. Đoàn công tác quân khu 7 vừa đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gặp công tác nhập ngũ năm 2024 tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gặp công tác nhập ngũ năm 2024. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Phú Nhuận đã thành một quận ủy, ủy ban nhân quận, lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó thực hiện tốt tuyển quân chọn khâu tuyển người nào cho người đó, triển khai tốt 3 bình cử 4 công khai, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân nhân dân trong việc thực hiện luật, nhất là đối với số thanh niên trúng tuyển chuẩn bị nhập ngũ, bảo đảm 100% thanh niên chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2024, hoạt động thương mại diễn ra sôi động, giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 64,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,7%, tương ứng tăng 17,58 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại trong tháng 1 ước xuất siêu 2,92 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt gần 33,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 9,92 tỷ đô la Mỹ. Hai nhóm hàng nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến tăng trưởng chính với mức tăng lần lượt là gần 97% và 38%. Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong tháng đầu năm nay tăng hơn 56% so với tháng trước. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 9,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 56% cùng kỳ. Các thị trường truyền thống như Trung Quốc, EU hay ASEAN cũng đều tăng trưởng. Hãy
Bộ Công an trong ngày hôm qua, 3 tháng 7 quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người. So với ngày 2 Tết, giảm 23 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 22 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, tức từ 30 đến 13 Tết, có hơn 15.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Trung bình mỗi ngày cũng đã bị xử lý nồng độ cồn so với 4 ngày nghỉ Tết cùng thời điểm năm 2023, số trường hợp đã bị xử lý tăng rất cao, có thể tăng tới 500%. Vi phạm chủ yếu ở người sử dụng mô tô và lứa tuổi trung niên trở lên. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.